Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là trường nằm trong chuyên nghiệp với 18 khoa, 54 chuyên ngành đào tạo với nhiều khối ngành. Cơ sở vật chất được đầu tư kỹ lưỡng, trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc gia và hội nhập quốc tế. Năm 2015, nhà trường đưa vào sử dụng cơ sở An Phú Đông với tổng diện tích hơn 35.000 m², sàn phòng học đáp ứng chỗ học cho hơn 10.000 sinh viên. Qua 16 năm phát triển, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã khẳng định được vị thế và chất lượng đào tạo. 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, được các doanh nghiệp và xã hội đánh giá cao. Năm 2015, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có 7.000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học cao đẳng chính quy. Bên cạnh các chuyên ngành đang đào tạo, năm nay trường tuyển sinh thêm 3 ngành mới: quản trị nhân sự, luật kinh tế, kiến trúc. Trường tuyển sinh theo hai phương thức: một, xét kết quả kỳ thi trung học phổ thông 2015 quốc gia; 2, xét kết quả điểm tổng kết học bạ trung học phổ thông. Đại học từ 6 phẩy trở lên, cao đẳng từ 5,5 trở lên. Thời gian xét tuyển đợt 1 từ 3 tháng 7 đến 31 tháng 8 năm 2015, đợt 2 từ 3 tháng 9 đến 25 tháng 9 năm 2015. Trân trọng kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình tư vấn xét tuyển đại học cao đẳng năm 2015 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên kênh HTV9 định kỳ vào mỗi trưa chủ nhật hàng tuần từ 13:30 cho đến 14:15 phút. Mọi thông tin để quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thì quý vị có thể gửi qua email là htvtuvấntuyểnsinh@gmail.com. Chúng tôi xin được cảm ơn Trường Đại học Tất Thành đã đồng hành cùng với chúng tôi trong việc thực hiện chương trình này. Thưa quý vị, như vậy thì ngày hôm qua, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 đã chính thức kết thúc. Trong thời điểm này thì các cụm thi đã bắt đầu tiến hành chấm điểm cho kỳ thi vừa rồi, và dự kiến thì thời gian chấm điểm sẽ kết thúc trong khoảng 2 tuần nữa. Và đây cũng sẽ là thời gian để cho các bậc phụ huynh, các em thí sinh có thể tìm hiểu những thông tin về các quy định xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng và để chuẩn bị nộp hồ sơ xét tuyển sau khi mà chúng ta có kết quả chính thức. Và để cung cấp thêm những thông tin liên quan đến các quy định quy chế cũng như là các chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường, thì ngày hôm nay chương trình tư vấn xét tuyển đại học cao đẳng năm 2015 đã mời đến trường quay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh các vị khách mời. Chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Trần Hồng Quỳnh, là Phó trưởng phòng đào tạo của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian để đến đây và cùng chia sẻ những thông tin với khán giả của chương trình. Ngay thời điểm này thì kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia với rất nhiều những điểm mới lần đầu tiên được tổ chức cũng đã chính thức kết thúc. Chúng tôi muốn được nghe những nhận xét đánh giá của Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa về kỳ thi năm nay. Vâng. Kính chào quý vị khán giả, các em học sinh thân mến. Thì tất nhiên đối với các em thì kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa qua vẫn còn mang tính thời sự rất cao, bởi vì cái buổi thi cuối cùng chỉ mới kết thúc cách đây chưa đầy 48 giờ. Tất nhiên chúng ta còn phải có những cái nhận định, những đánh giá không chỉ ngày hôm nay mà còn rất nhiều những đánh giá cho cái kỳ thi đầu tiên mang cái tính chất cải cách rất lớn. Và ở dưới góc độ quản lý của chúng tôi thì nếu mà để nhận định lại, để đánh giá cái kỳ thi vừa rồi thì chúng ta cũng phải nhìn một cách tổng quan. Trong đó có 3 điểm rất lớn. Cái thứ nhất là đây là lần đầu tiên sau nhiều năm mong đợi là chúng ta đã thống nhất hai kỳ thi thành một, đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trước đây và kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng theo phương thức ba chung. Thì cái việc những cái ý tưởng thống nhất hai kỳ thi đã xuất hiện từ cách đây 8-9 năm, nhưng mà mãi đến năm nay thì mới bắt đầu thực hiện được. Thì chúng tôi cho đó là sự nỗ lực rất lớn về mặt thuyết phục dư luận để có thể thống nhất được hai kỳ thi. Cái ý thứ hai nữa là ngay trong cái kỳ thi này, chúng ta vừa nhập hai kỳ thi lại là một, nhưng mà đồng thời trong một kỳ thi chúng ta cũng đã tách cái khâu thi và khâu tuyển thành hai khâu riêng biệt. Cụ thể là vừa rồi chỉ là kỳ thi, và như vậy thì thí sinh sẽ dự thi nhưng chưa có xác định được là mình sẽ đăng ký xét tuyển vào trường nào, và sắp tới thì sau khi có kết quả thì các em mới đăng ký xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Và cái thứ ba cũng là một cái cách rất lớn, đó là trong cái khâu tổ chức thi thì thí sinh được phân về các cụm thi. Và tổng cộng cả nước có 99 cụm thi. Và như vậy thì hiện nay phần lớn, tức là khoảng gần 80% thí sinh đã dự thi tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì. Và chúng tôi cho là đó là những cái cải cách mang tính chất cấu trúc ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng của kỳ thi. Và chúng ta sẽ mong đợi xem cái vấn đề tái cấu trúc về tổ chức đó nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, đến tính nghiêm túc, đến tính công bằng và chính xác của kỳ thi như thế nào. Và ở dưới góc độ thực tế của kỳ thi vừa rồi, nếu mà để đánh giá về những cái kết quả thực tế
thì chúng tôi có thể nêu ra hai cái kết quả, hai cái nhận định đầu tiên. Cái thứ nhất là tỷ lệ thí sinh đi dự thi rất cao. Đây là một điểm rất khác biệt so với kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng trước đây. Trước đây thì đương nhiên đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là tác động đến trực tiếp từng học sinh, thì tỷ lệ dự thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đương nhiên sẽ rất cao, trong khi các em có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường đại học và cao đẳng từ rất sớm. Và do vậy thì cái tỷ lệ dự thi ở cái các đợt thi đại học và cao đẳng trước đây thường chỉ dao động mức khoảng từ 70 cho tới 80%. Tuy nhiên trong thực tế kỳ thi vừa rồi thì cái tỷ lệ dự thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia rất cao. Mức bình quân chung của cả nước là đạt đến gần 99%. Thì chúng tôi cho là đây là cái phản ánh cái thực tế của kỳ thi, và như vậy thì kỳ thi tổ chức cho những người thực sự cần đi thi. Và trong đó thì đương nhiên ở những điểm thi tập trung phần lớn các em đang học trung học phổ thông, đang học lớp 12 chưa tốt nghiệp thì tỷ lệ dự thi thường đạt đến 100%. Cái nhận định thứ hai mà chúng tôi cũng đánh giá được đó là cái đề thi. Bởi vì đề thi là một cái khâu quyết định cho sự thành công của một kỳ thi, thì sơ bộ đánh giá đối với các nhà chuyên môn, các thầy cô giáo thì đề thi về cơ bản đã đạt được hai cái mục tiêu. Thứ nhất là có những câu hỏi mang tính chất cơ bản dùng để xét tuyển, dùng để xét tốt nghiệp cho học sinh thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng mà đồng thời trong từng đề thi của từng môn thi thì cũng có những câu khó, và những câu này sẽ mang tính chất là phân loại học sinh để cho các em có những mức điểm khác nhau, và sau này thì việc xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng cũng sẽ dễ dàng hơn. Và cái cuối cùng đó là tính nghiêm minh nghiêm túc của kỳ thi. Thì chúng ta thấy là những con số về số kỷ luật của các thí sinh vi phạm quy chế thi năm nay tăng hơn hẳn so với những năm trước. Chúng tôi thống kê được thấy rằng là chỉ riêng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 thì số lượng thí sinh vi phạm quy chế bị kỷ luật đã tăng gấp 3 lần so với tổng số thí sinh vi phạm quy chế kỷ luật của 3 đợt thi đại học và cao đẳng năm 2014. Và như vậy rõ ràng thì cái công tác coi thi của các trường đại học và cao đẳng, của các trường đại học được ủy quyền làm chủ trì cùng thi thì chúng tôi cho rằng cũng đã hoàn thành cơ bản cái nhiệm vụ của mình. Đó là ở góc độ giáo dục, còn ở những khía cạnh khác thì chúng ta thấy là việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay đã góp phần tiết giảm rất là nhiều chi phí cho xã hội khi mà chúng ta gộp hai kỳ thi lại, đồng thời cũng giảm luôn cả áp lực thi cử cho các em. Và cũng như thầy nói thì ngay sau khi mà kết thúc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì đây là giai đoạn rất là quan trọng để các em có kết quả rồi các em sử dụng nộp hồ sơ vào xét tuyển cho một trường đại học hay là một trường cao đẳng, và nó sẽ quyết định tương lai của các em sau này. Và trong những chương trình trước đây thì chúng ta cũng đã tư vấn rất là nhiều. Hôm nay thì chúng tôi vẫn muốn được nghe tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa có thể khái quát lại những quy định chung trong việc xét tuyển của các trường đại học cao đẳng. Như tôi mới vừa nói thì kỳ thi năm nay cái đặc điểm rất lớn là tách cái khâu thi và khâu tuyển ra. Và như vậy thì trước khi nói tới vấn đề xét tuyển thì có lẽ cũng phải nói tới các mốc thời gian mà các em cần chú ý. Tất nhiên đối với thí sinh thì giai đoạn này thì các em được nghỉ ngơi thư giãn trong lúc các cụm thi đang chấm bài thi. Và theo quy định thì đến chậm nhất là ngày 20 tháng 7 thì các cụm thi sẽ chấm thi xong. Và sau khi chuyển kết quả chấm thi đến các sở dục đào tạo để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, chuyển kết quả thi đến cục khảo thí để thẩm định, thì khoảng ngày 25 tháng 7 thì kết quả thi của học sinh bao gồm kết quả điểm thi cũng như là kết quả xét tốt nghiệp cũng sẽ được công bố rộng rãi cho thí sinh. Và đối với các thí sinh dự thi mà có đăng ký xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng thì các cụm thi sẽ in cho các em 4 giấy chứng nhận kết quả thi, trong đó có 1 giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển vào vòng 1 và 3 giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Thì theo quy định hiện nay thì để xét tuyển nguyện vọng 1 thì thí sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học và cao đẳng trong khoảng thời gian từ ngày 1 cho tới ngày 20 tháng 8. Và như vậy thì cái điều quan trọng nhất trong đợt này mà các em cần phải chú ý đó là do mỗi em chỉ có 1 giấy chứng nhận kết quả thi dùng để đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 có đóng dấu đỏ. Do vậy thì trong cái giai đoạn đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 này thì các em phải thận trọng cân nhắc xem xét tìm các thông tin để cho khi mà mình nộp cái hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 thì cái cơ hội, cái khả năng được xét trúng tuyển nguyện vọng 1 là cao nhất. Bởi vì những em đã được xét trúng tuyển nguyện vọng 1 thì sẽ không đăng ký xét tuyển các nguyện vọng bổ sung tiếp theo. Và chỉ có những em nào không trúng tuyển nguyện vọng 1 mới được phép
mới có thể đăng ký dùng, mới có thể dùng ba cái giấy đăng ký xét tuyển và dùng bổ sung còn lại để đăng ký xét tuyển và những trường đại học và cao đẳng còn thiếu chi tiêu đó. Cho nên là các em cần phải hết sức chú ý là khi các em nhận bốn cái giấy chứng nhận kết quả thi đó thì không có nghĩa là các em có bốn nguyện vọng, mà thực sự các em chỉ có một nguyện vọng. Đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng tôi nghĩ là một số thí sinh có thể chưa nhận thức được điều này. Và như vậy thì chỉ khi nào các em không trúng tuyển nguyện vọng một thì lúc đó các em mới được phép, mới sử dụng được cái ba giấy chứng nhận kết quả thi còn lại. Và đối với các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung của các trường đại học và cao đẳng thì tí nữa có thể các thầy cô bên trường đại học Nguyễn Tất Thành có thể cung cấp thêm thông tin. Nhưng mà các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung sẽ diễn ra trong những khoảng thời gian tiếp theo, bao gồm là mỗi đợt khoảng 20 ngày, mỗi đợt và cách nhau khoảng 5 ngày. Một điểm mà chúng tôi cũng muốn lưu ý thêm trong cái xét tuyển nguyện vọng 1 là theo quy định thì đối với các trường đại học và cao đẳng xét tuyển nguyện vọng 1 thì được quy định là trong cứ 3 ngày một lần thì phải công bố cái kết quả sơ bộ, số lượng thí sinh đã nộp là bao nhiêu hồ sơ, điểm dự kiến xét tuyển là bao nhiêu để thí sinh có thể theo dõi. Và thí sinh có quyền là trong cái thời hạn 20 ngày xét tuyển đó, nếu như các em rút hồ sơ ra, nếu như cảm thấy cái nguy cơ của mình không được xét trúng tuyển thì các em có thể rút hồ sơ ra và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào những trường khác. Đó là những thông tin mà các em cần theo dõi để bảo đảm cái quyền lợi của mình, cái khả năng được xét trúng tuyển của mình cao nhất. Và chúng ta phải nhấn mạnh là nguyện vọng 1 rất là quan trọng, bởi vậy là các em thí sinh cũng phải hết sức là cân nhắc trong việc lựa chọn. Và thưa quý vị, để giúp cho quý vị cũng như là các bậc phụ huynh, các em thí sinh có thể nắm rõ hơn các quy định thì chúng tôi mời quý vị sẽ chú ý theo dõi một đoạn ghi nhận sau đây của chúng tôi về các quy định này ạ. Quy định về xét tuyển từ kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia, thí sinh có đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng sẽ được cụm thi cấp 4 giấy chứng nhận kết quả thi, trong đó có một giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 và 3 giấy chứng nhận kết quả thi dùng xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 8 năm 2015, nguyện vọng bổ sung đợt 1 từ 25 tháng 8 năm 2015 đến 15 tháng 9 năm 2015. Nguyện vọng bổ sung đợt 2 từ 20 tháng 9 năm 2015 đến 5 tháng 10 năm 2015. Nguyện vọng bổ sung đợt 3 từ 10 tháng 10 năm 2015 đến 25 tháng 10 năm 2015. Nguyện vọng bổ sung đợt 4 cho các trường cao đẳng từ 31 tháng 10 năm 2015 đến 15 tháng 11 năm 2015. Hồ sơ xét tuyển, phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển, bản chính giấy công nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ có ghi rõ đợt xét tuyển. Phong bì dán sẵn tem ghi tên họ, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh. Thưa quý vị, đó là những quy định chung cho việc nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học cao đẳng năm 2015. Còn đối với các trường thì tại thời điểm này thì các trường đã có bước chuẩn bị như thế nào? Chúng tôi sẽ trao đổi cùng với cô Trần Hồng Quỳnh. Năm nay thì chắc chắn rằng là với những cái cách thức chúng ta tuyển sinh mới như vậy thì nhà trường cũng đã phải có những bước chuyển đổi để thích nghi. Đó là câu hỏi đầu tiên xin được dành cho cô Trần Hồng Quỳnh. Và bên cạnh đó thì cô cũng thông tin thêm là trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm nay thì chúng ta cũng sẽ có bao nhiêu chỉ tiêu ạ? Xin cảm ơn anh Tấn Tài. Kính thưa quý vị, năm học 2015-2016 thì trường Đại học Nguyễn Tất Thành có 6.800 chỉ tiêu dành cho tất cả các bậc học của trường. Và hiện nay thì trường đang đào tạo 23 ngành ở bậc học đại học và 22 ngành ở bậc học cao đẳng. Năm nay đối với cái công tác tuyển sinh của trường thì trường thực hiện theo quy chế tuyển sinh mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo là có hai phương thức tuyển sinh. Thì phương thức tuyển sinh thứ nhất thì trường sử dụng kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển vào trường. Với những cái tổ hợp môn mà trường đã công bố thì theo từng ngành, và riêng đối với ngành dược thì để xét tuyển được vào bậc đại học thì các em phải đạt cái mức điểm của năm học lớp 12 là từ 6 chấm trở lên và đối với bậc cao đẳng là từ 5 chấm trở lên. Và với phương thức xét tuyển 1 này thì cũng như thầy Nghĩa vừa chia sẻ thì nhà trường thời gian xét tuyển của trường là từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 cho đợt xét tuyển 1. Theo đó thì phương thức 2 của trường thì trường sử dụng phương thức xét tuyển theo học bạ của 3 năm học Trung học phổ thông. Tiêu chí và điều kiện xét tuyển cho phương thức này thì nhà trường
sử dụng điểm xét tối thiểu là 6 chấm trở lên đối với bậc đại học và 5.5 trở lên đối với bậc cao đẳng. Riêng đối với các ngành năng khiếu, riêng đối với khối ngành năng khiếu thì nhà trường có bên cạnh cái việc là xét cái điểm học bạ của 300 học trung học phổ thông thì kèm theo cái điểm thi năng khiếu của các em sẽ thi vào ngày 7, ngày 8 tháng 9 tới đây. Và riêng đối với khối ngành sức khỏe thì ngoài việc xét tuyển của học bạ thì đối với ngành dược các em còn phải đảm bảo rằng là cái điều kiện mà học điểm trung bình môn hóa của năm lớp 12 phải đạt 6 chấm trở lên đối với bậc đại học và 5.5 trở lên đối với bậc cao đẳng. Và đối với ngành điều dưỡng của trường thì yêu cầu là điểm sinh học của các em của lớp 12 là phải đạt 6 chấm trở lên ở bậc đại học và 5.5 trở lên đối với bậc cao đẳng. Và đợt xét tuyển của trường đối với cái phương thức xét tuyển 2 thì nhà trường có 2 đợt. Đợt thứ nhất là nằm vào từ ngày 3 tháng 7 cho đến ngày 31 tháng 8 và đợt 2 là từ ngày 5 tháng 9 cho đến ngày 25 tháng 9. Và cũng trong năm nay thì nhà trường cũng rất là vui mừng vì vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép là có 3 ngành mới được tuyển sinh trong năm nay. Đó là ngành kiến trúc, ngành luật kinh tế và ngành quản trị nguồn nhân lực. Thì theo đó thì ngành luật kinh tế thì các em sẽ xét tuyển ở những cái tổ hợp như là toán lý hóa, toán văn Anh, toán lý Anh và văn sử địa. Đối với môn quản trị nguồn nhân lực, ngành quản trị nguồn nhân lực thì các em sẽ xét tuyển theo những tổ hợp là toán lý hóa, toán văn Anh, toán lý tiếng Anh và toán hóa tiếng Anh. Đối với bộ môn kiến trúc thì các em sẽ phải thi bên cạnh cái kết hợp cái kết quả của các em thì các em sẽ phải thi thêm môn năng khiếu, đó là môn vẽ mỹ thuật hình họa hoặc là tổ hợp 2 thì sẽ là toán văn và vẽ mỹ thuật. Như vậy thì chúng ta phải nhấn mạnh là ngay ở thời điểm này thì trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã bắt đầu nhận hồ sơ của các em rồi, đúng không ạ? Và chúng ta cũng lưu ý với các em là nếu như mà nộp hồ sơ vào trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì vẫn có hai cách, đó là các em có thể chờ để có kết quả của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia trong khoảng 2 tuần nữa, hoặc là ngay từ bây giờ thì có thể sử dụng kết quả của 3 năm học ở cấp 3, tức là dựa vào học bạ để nộp đơn vào trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tôi nghĩ rằng là với những cách thức mình tuyển sinh như vậy thì có khả năng sẽ có một lượng lớn hồ sơ nộp vào trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nhà trường chúng ta sẽ có những cách thức, những giải pháp như thế nào để có thể tạo điều kiện tốt nhất khi mà các em nộp hồ sơ vào trường với một số lượng sẽ có khả năng tăng hơn so với các năm trước? Kính chào quý vị khán giả và các em học sinh thân mến. Trước hết tôi xin được chúc mừng các em đã hoàn thành cái kỳ thi phổ thông trung học quốc gia và chúc các em vui vẻ để chuẩn bị bước vào một cái giai đoạn mới. Quay trở lại với câu hỏi của anh Tấn Tài thì cho phép tôi được trả lời như sau. Thực ra trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã rất là sẵn sàng để chuẩn bị đón sinh viên mới và chúng tôi cũng rất háo hức cái điều đó. Hiện nay chúng tôi có 8 cái cơ sở đào tạo, nhưng mà trong năm 2015 thì chúng tôi đã đưa vào sử dụng một cái cơ sở đào tạo mới ở An Phú Đông, quận 12, thêm là 35.200 m² sàn, bao gồm các cái phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm và thực hành, đáp ứng cái nhu cầu học tập cho hơn 10.000 sinh viên. Toàn bộ cái phòng học á, thì được trang bị thiết bị rất là mới và được gắn máy lạnh. Hệ thống Wi-Fi phủ sóng toàn bộ cái khuôn viên của nhà trường. Cái thư viện được đầu tư mới với hơn 1.500 máy tính kết nối mạng Internet với hơn 40.000 đầu sách và 200 cái tờ báo và tạp chí các loại. Cái hệ thống dữ liệu kỹ thuật số là được nối với các cái dữ liệu của các cái thư viện ở các cái học viện, các cái đại học trong và ngoài nước. Thì nhà trường luôn có cái chủ trương là đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở vật chất để làm sao cho sinh viên có cái môi trường học tập lý tưởng và tốt, để cho các em có thể là có một cái hăng say trong cái học tập. Thì chính vì thế hàng năm là trường có đầu tư thêm là 42 tỷ để mà xây dựng thêm cái cơ sở, để mà cải tạo cái cơ sở vật chất và hơn 100 tỷ cho cái xây dựng cơ bản. Bên cạnh 8 cái campus mà chúng tôi đang có ở trong thành phố thì chúng tôi đã xây dựng thêm cái trung tâm, một trung tâm công nghệ cao ở khu công nghệ cao của thành phố Hồ Chí Minh. Và thực ra là chúng tôi đang rất là sẵn sàng và nếu mà các em vào trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì các em sẽ có một cái môi trường học tập rất là thoải mái, rất là hiện đại và vô cùng thân thiện.
chúng tôi rất là chờ đón các em. Yeah, và đặc biệt là hôm nay như cô Quỳnh cũng nói là trường của mình thì cũng đã chuẩn bị tuyển sinh thêm mấy ngành mới nữa. Do vậy mà việc chuẩn bị cơ sở vật chất là đã được sẵn sàng hết rồi. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Hồng. Chúng tôi muốn được hỏi Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa là việc mà năm nay chúng ta cùng áp dụng hai phương thức để xét tuyển vào đại học cao đẳng, đó là vừa xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, lại vừa xét tuyển dựa trên kết quả 3 năm các em học cấp 3, thì sẽ tạo những thuận lợi, những khó khăn như thế nào cho các trường, theo nhận định của thầy ạ? Thật ra thì cái việc áp dụng cả hai phương thức không chỉ mới bắt đầu từ năm nay, mà đã bắt đầu từ năm 2013, khi Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép một số trường thí điểm xét tuyển mà không có dùng cái kết quả của kỳ thi ba chung, mà có thể dùng từ học bạ hoặc là điểm thi của các môn ở các môn học của bậc trung học phổ thông. Thì chúng tôi nghĩ là với những cái cách phương thức xét tuyển đa dạng như vậy thì giúp cho các trường đại học ở nhiều cấp độ khác nhau, ở nhiều cái loại khác nhau, từ những trường đại học lớn cho tới những trường đại học nhỏ hơn, những trường đại học truyền thống đều có thể xét tuyển đủ chỉ tiêu của mình. Và như thực tế chứng minh cho thấy năm 2014 vừa rồi, từ 10 trường được thí điểm năm 2013 cho tới 62 trường được thí điểm năm 2014. Và năm nay thì có khoảng gần 200 trường đại học được xét tuyển ngoài cái phương thức từ kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia, còn được xét từ học bạ Trung học Phổ thông, thì cho thấy là các trường đã xét được đủ chi tiêu của mình. Và như vậy thì chúng tôi nghĩ là đây là một cái mở rộng hơn cho cái cơ hội xét tuyển vừa đủ chi tiêu cho các trường đại học và cao đẳng, vừa đáp ứng được nhu cầu học đại học của học sinh. Mình áp dụng như thế thì cộng hưởng cả hai, đối với các trường và các em nó cũng có thêm nhiều cơ hội. Thưa quý vị, và chương trình của chúng tôi thì vẫn đang được trực tiếp trên kênh HTV9 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và mọi thông tin, những ý kiến, những thắc mắc, những đóng góp để quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thì quý vị có thể soạn email và gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ là htvtuvantuyensinh@gmail.com. Chúng tôi tiếp tục câu chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Hồng. Dạ, chúng tôi muốn được biết thêm là nhà trường sẽ có những chính sách như thế nào để chúng ta hỗ trợ cho các em nếu như mà các em trúng tuyển trở thành học sinh sinh viên của nhà trường ạ. Đúng vậy, chúng tôi luôn đồng hành với sinh viên mình trong cái quá trình các em học tập. Và để đồng hành với các em thì chúng tôi xây dựng các cái chương trình học bổng để mà hỗ trợ các em, cho các em sinh viên có cái điểm thi trúng tuyển cao, các em sinh viên nghề.